Bài thoại ba sắc thái tình cảm, chuyện gia đình mẫu hai, vai người con, sắc thái giận dữ. Bà nghĩ lại coi, từ ngày má con mất đi, con cũng chịu cực khổ biết chừng nào. Con phải vừa đi học, vừa đi dạy thêm, rồi đi bán hàng, đi tiếp thị. Việc gì con cũng làm được, miễn sao có đủ tiền để đóng học phí và chi tiêu hàng tháng. Có những lúc con bệnh phải nằm viện mà không có tiền kìa. Bà có biết là lúc đó con khổ lắm không? Con không dám cho ba hay, vì sợ ba lo, ba buồn, rồi sinh bệnh. Có lúc con rất mặc cảm vì mình nghèo, nên con cố gắng hết sức đi làm để có tiền cho người đời khỏi khinh mình. Sống phải biết vươn lên chứ. Tại sao ba cứ muốn mình khổ hoài vậy? Bà bán đất đi, rồi mình lên thành phố mua nhà ở. Con muốn ba lên thành phố sống với con vì con mới xin được việc làm ở một công ty nước ngoài. Con phải đi làm không có thời gian rảnh về chăm sóc cho ba. Ba ở đây thì ai lo cho ba? Ba còn nhớ hồi năm rồi ba bị bệnh không? Lúc đó có tiền mà không có thuốc để mua nữa kìa. Bác sĩ thì bó tay vì không có phương tiện. Cuối cùng con phải chuyển ba lên thành phố để chữa trị. Bây giờ ba đòi sống ở đây một mình thì làm sao con yên tâm mà làm việc đây? Con chỉ vì quá thương ba, sợ tuổi già sức yếu của ba. Còn ba thì tưởng là con bán đất lấy tiền để đua đòi theo người ta. Con không phải là đứa con vô ơn bạc nghĩa như ba nghĩ đâu. Con muốn ba có một cuộc sống an nhàn hơn, sung sướng hơn, vì ba cũng già rồi, ba có biết không? Ba không còn đủ sức để cày cấy như mấy năm trước nữa đâu. Ba nghĩ lại đi.